Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24giờ.com. Tôi Yubo, xin chào 500 anh em. Tôi Rôn Trà, chào 500 anh em. Tôi Bát Tiến, chào 500 anh em. Tôi Cường Seven, chào 500 anh em. Ok con ạ, thì kinh tế dạo này như mình yếu nên là chưa thể thực hiện được những cái yêu cầu của các bạn, đó chính là mua trâu nguyên con, bò nguyên con về để nướng được. Nhưng mà chắc là đủ kinh tế để mua được một con lợn 30kg về để quay cho các bạn xem. Thì mình thì đã hỏi được ông anh, con nhà bác, họ hàng gần với ông hàng xóm ở trên Lạng Sơn các bạn ạ, bí quyết để có thể quay được con lợn như kiểu đặc sản của Lạng Sơn, đó chính là món lợn quay Lạng Sơn các bạn ạ. Anh ơi, ông ấy tên là gì anh? À, ông anh ấy tên là Google các bạn ạ. Thì thì ngay sau đây thì anh em mình sẽ đi quay lợn theo bí quyết của ông anh Google đã chỉ bảo các bạn nha. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là con lợn 30kg mà anh em mình đã mua các bạn ạ. Anh em mình đã đi bắt về từ sáng, nhưng mà để cho lợn nó ngon hơn thì bạn Lâm đã rất chạy quanh làng 5 vòng rồi. Sau khi mà đã chạy quanh làng 5 vòng để tan hết mỡ đi thì anh em mình đã dắt em nó về đây để tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ để chuẩn bị đưa lên bàn mổ. Vì một số chính sách của YouTube nên anh em mình sẽ không quay cảnh giết mổ và làm thịt các bạn ạ. Ở kia là Cường đang mài dao để chuẩn bị làm thịt rồi. Rồi anh em mình đi chuẩn bị thêm một ít đồ để chuẩn bị cho công việc nướng. Anh em mình đi hôm nay đi quay sớm từ 11 giờ trưa, cố gắng đến 45 giờ chiều là phải xong. Chứ không giống cái hôm con gà Tây, anh em mình nướng xong là nó tối luôn các bạn ạ. Bởi vì to quá nướng đâu chín nên anh em mình phải đi sớm. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đi làm thịt luôn các bạn nhá. Vậy anh em mình đã mổ xong rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ chọc ngang thanh tre vào. Ở bên này thì Tiến đang bóp gọi là vò qua lá mắc mật rồi trộn muối với mì chính vào. Anh em mình sẽ nhét vào bên trong bụng con lợn và anh em mình khâu các bạn ạ. Mình tìm đúng cái lỗ của nó xong chọc vào. Thấy chưa? Thấy chưa? Xiên được qua là ok. Anh khoan nước cao rồi. Em trộn đều lên cho nó đều cái gì nhỉ? Đều muối với cả mì chính. Từ từ anh ạ. Cẩn thận nó ra, đi qua chỗ mông kia đấy. Tìm thò đây là thấy mà. Qua rồi. Đó, được rồi. Đó, cho vào giữa đi. Qua lỗ đi được. Đúng rồi. Đó. Anh em mình đang buộc chân để giữ chân lại các bạn ạ, không để đến lúc quay là nó không bị lỏng. Cái thanh tre kia là anh em mình đã tận dụng được mấy clip rồi, bởi vì thanh tre này rất là khỏe, đẹp. Anh em mình sẽ tận dụng nó. Chết bên này rồi. Lúc sáng lẽ nhà mình đang thịt nó còn mưa cơ các bạn ạ. Giờ lại nắng rồi, đang lạnh, rất là oi đúng không ạ? Xe lạnh. Lúc sáng thì rất là lạnh. Toàn mặc áo thu đông, giờ chuyển hết cái chân rồi. Hôm nay xin phép các bạn cho mình cái chân nhé. Sáng rét. Sáng đi đường rất là lạnh luôn. Anh nhà mình đang khâu bụng con lợn lại các bạn ạ. Để giữ được cái nước ở bên trong bụng con lợn. Sau khi mà anh em mình nướng xong thì anh em mình sẽ lấy nước ở trong bụng con lợn này để anh em mình làm nước chấm, gọi là đồ chấm sau khi con lợn này nó chín các bạn ạ. Cái vết mổ bên trên anh em mình đã khâu lại rồi. Để khâu nút cho bụng này anh em mình sẽ quét qua một lớp mật ong và anh em mình sẽ mang đi nướng luôn. Bây giờ thật là sau khi mà anh em mình làm thịt xong, anh em mình thịt từ 11 giờ mà bây giờ đã đến 1 giờ chiều rồi, bởi vì không có kỹ năng chuyên nghiệp nên là cũng hơi vất vả khi như mình thịt các bạn ạ. Đây là bước cuối cùng sau khi mà anh mình đưa lên để nướng các bạn ạ. Thì là hỗn hợp mật ong với pha giấm với cả nước. Và đây là đang rửa lại lợn bằng hỗn hợp các bạn ạ. Chưa nên xoa xong hết xong là anh mình sẽ cho lên nướng được luôn. Nhìn đã hấp dẫn dần rồi đấy. Chuyển màu rồi chứ. Chuyển màu. Quay đi. Quay đi. Thôi. Tiếp. Mật ong này là ruồi đã đến rồi. Đuổi đuổi nó đi. Đuổi đuổi ruồi đi. Quay đi.
Rồi, nướng xong ăn chắc mắc phê. Không biết là chuẩn bị dùng từ gì để diễn tả lúc ăn rồi. Nhìn nó này quá là hấp dẫn rồi. Bây giờ như mình sẽ đem đi nướng các bạn ạ. Rồi, than thì cũng khá hồng rồi. Đây sẽ cho lên để nướng thôi. Bởi vì bạn Khoa đã ăn cơm trước rồi. Bây giờ anh mình sẽ để bạn Khoa quay và anh mình vào ăn cơm các bạn ạ. Ăn bữa trưa, bây giờ 1 giờ mới ăn cơm bữa trưa. Bạn chịu khó ngồi quay tí để anh em tôi vào ăn cơm trước nhá. À quên, để ăn cơm trước, tôi vào ăn cơm. Bởi vì tôi ăn sau bạn. Bạn ăn lộ rồi, tiếp mình tôi lấy con lợn này. Ok bạn. Đây các bạn ạ, không biết là khoảng 3 tiếng có chín nồi con lợn 30kg của anh mình không nữa. Từ lúc anh mình bắt đầu thịt lợn các bạn ạ, thì để anh em ăn cơm trước. Còn đây giờ còn có mình với cả chú với cả bạn Lâm vào ăn sau. Đây thì hôm nay bữa trưa thì bảo gì nấu đồ ăn cho thì ăn ở đây có món sách xào khế rồi thịt gà các bạn ạ. Thực sự là bữa trưa quá tuyệt vời. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn nhé. Tuyệt vời. Anh mình làm một chút bia rồi ăn vài bát cơm rồi anh mình sẽ ra để tiếp tục cuộc hành trình quay con lợn 30kg đó các bạn ạ. Mình ăn xong bữa cơm thì ra thì con lợn đã đang chuẩn bị chuyển màu rồi. Thì bây giờ anh mình sẽ quết dầu các bạn ạ. Quết đi không? Quết đi, quết đèo lên. Xoa đèo nó lên. Bạn Khoa cứ quay bình thường đi. Tiếng xoa đều tất cả con lợn nên là ok. Xoa hết vào người nó luôn. Ui, cái chỗ kia kiểu như còn đang bị tụt rồi. Chắc anh mình một lát nữa sẽ thiết kế lại cái chỗ đó. Nhìn chỗ nào mà chưa có là em xoa hết đi cho anh. Nửa tí nó lên màu nó đẹp như nào luôn con ạ. Do mình chủ quan quá các bạn ạ, nên là để mình chưa nghĩ là chưa chọc ngay nên là bây giờ nó bị toác mất cái đùi rồi. Nên bây giờ mình phải dùng một cái gì đó nhọn nhọn để chọc ra để cho nó có thể không bị toác nữa. Em chọc đi. Bây giờ bị rách mất cái đùi hơi xấu một chút các bạn ạ. Nóng à? Nóng nóng các bạn ạ. Nhìn lên màu, chuẩn bị đang lên màu khá là đẹp rồi. Vậy là sau 3 tiếng anh mình nướng con lợn này thì hiện tại mình nhìn mình nghĩ chắc là chín rồi. Bởi vì lẽ mình có chọc lách đó thấy nước chảy ra màu trắng. Thì mình có học hỏi anh Google thì bảo là chín rồi. Nhưng mà không hiểu do anh mình làm sai hay là anh Google chỉ sai. Hiện tại bây giờ đang bị toác hết cả hai đùi này ra. Nhưng mà chỉ bị toác hai đùi dưới rồi con ạ. Còn nước ở bên trong con lợn thì không biết là có bị thoát ra không. Bởi vì cái trên này anh mình chủ quan quá nên bây giờ cái cổ này nó bị tụt cái chỗ anh mình khâu ra. Thôi anh mình bỏ ra đấy, anh mình chặt chém để anh mình thưởng thức thôi. Đi bạn Khương ra đi. Chặt chém để anh mình sẽ thưởng thức ngay bây giờ thôi. Nhìn ngon nhở. Bây giờ anh mình sẽ chọc cái bụng nó ra để lấy nước ở bên trong. Nhưng mà chưa cần chọc nó đã chảy khá là nhiều ra rồi. Chắc là khâu bị hở hay sao ấy. Bạn chọc đi xem nào. Chọc ở dưới. Đấy chọc chỗ bên dưới tôi bảo. Chọc dưới bên dưới hắn, dưới này, dưới bụng này. Ừ đấy. Có nước chảy ra không? Tôi nghĩ nó hết ở dưới, đang ở dưới này rồi. Ra đấy. Ra không? Hình như không có nước lắm hay sao anh mình quay có lẽ là toát hết nước rồi.
Tôi cố cầm ở đây khoảng 5-10 phút để cho róc hết sạch nước cho bụng ra thì anh mình sẽ chặt con lợn để anh mình thưởng thức các bạn nhá. Bởi vì anh mình sợ lợn nó lát thì mình phải cắt giữa ra. Sau thì mình sẽ tháo cả con lợn ra mới được. Nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Đấy, cái chỗ chân này là anh mình tề để tháo sắt với cả đinh ra nên là nó bị gãy mất cái chân. Chứ lấy lúc mà khi mà anh mình mang ra nhìn vẫn rất là đẹp luôn. Là anh mình phải đóng một cái đinh 10 đầu này và một cái đinh 10 đoạn đuôi của nó để giữ được khi anh mình quay nó không bị trôi. Nhìn con lợn này mắc ngon luôn con ạ, không biết ăn bây giờ sẽ thưởng thức như nào đây. Đây phải đứt ở đây. Wow. Đấy còn cái gì nữa? Xương xương xương. Tuyệt vời luôn. Wow. Wow. Nhìn khá là hấp dẫn. Tuyệt vời luôn các bạn ạ. Nhìn mắt phê. Này các bạn là đang nhìn ngon vãi trưởng à. Khả năng là lần sau anh em mình mua cho anh Lâm cái tạp dề, anh Lâm chặt thịt cho chuyên nghiệp. Đỡ bị bắn mỡ. Cho giống đầu bếp đúng không? Quá chuyên nghiệp rồi. Từ đầu đến cuối. Nhìn ngon nhỉ? Thôi là để anh Khoa riêng ăn nguyên một tảng luôn anh ạ. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức các bạn ạ. Đây, anh em mình chỉ còn lại một ít nước này thôi. Bia nước ngọt đã bật sẵn rồi. Anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức đánh chén nào. Bạn dùng một tí bia trước hay một tí da trước? Test thử cái da, tôi nghe bảo nó giòn lắm. Mời các bạn đấy. Nào mấy anh em tiếp tục luôn thôi. Nghe như kiểu nhai bánh đa. Các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nè. Ngon quá. Rồi làm miếng thịt các bạn. Mời các bạn nè. Không biết à. Thôi thử chấm tí nước cốt này. Đúng rồi, thử chấm nước cốt đi. Bởi vì nước này khá là đậm. Nãy mình đã cũng đã thử qua một tí nước cốt rồi. Khá là đậm luôn. Ở bụng con lợn nhưng mà bởi vì anh em mình khâu là cái vết khâu nó bị ục nên là nó bị chảy mất khá nhiều nước nên chỉ còn lại một chút nước đấy thôi. Nhưng mà mình nghĩ vẫn đủ chấm các bạn ạ. Nước ngọt thật. Ngon chứ. Thành quả anh em mình từ sáng giờ 11 giờ đi từ 11 giờ trưa các bạn ạ. Dậy từ 7 giờ sáng các bạn. Dậy từ 7 giờ sáng em nhìn công tác chuẩn bị dắt pet heo đi dạo để cho tan mỡ mà. Thì mình phải dậy từ 7 giờ sáng. Đúng thật, bảo sao hết mỡ rồi, thịt chắc là ngon đấy. Quá tuyệt vời luôn. Đây dậy mới dậy rồi. Ra ăn nghe vẻ thích nhỉ. Ăn kiểu giòn như bánh đa. À thế là anh em mình quên cắt cái sủ ra cho tiến gặm cái tai. Đây các bạn, thực sự là anh em mình chặt như này bên hai bên này còn rất nhiều thịt luôn này. Anh em thoải mái ăn luôn. Anh em mình chắc không ăn không hết đâu. Không biết phải làm gì với cái đống lợn còn lại này đây. Chắc là chia mỗi anh em một khúc để mang về các bạn ạ. Thôi anh cứ bảo mọi người để lại số điện thoại bên dưới ghi số điện thoại. Em lại ship à? Em lại ship vậy ạ. Ok. Ship tiếp. Bây giờ mình sẽ vào để thưởng thức các bạn ạ. Bởi vì sau 2-3 phút mà gọi là quay mấy anh em ăn ấy thì mình thật là mình đứng sau máy quay mà nước miếng mình
không có thể nào mà kiềm chế được nữa nên mình phải bây giờ phải vào luôn quan. Thúng một bát nước miếng. Cái này nhưng mà chấm. Cái này nhưng mà chấm. Nào mình sẽ thử luôn một miếng à. Còn miếng này mới có dai đấy. Quên. Mình mời tất cả các bạn nha. Thực sự là nó kiểu như không kiềm chế được nên là muốn đưa vào mồm nên là lại quên mất là phải mời các bạn. Mình xin lỗi các bạn, mình mời các bạn một lần nữa nhá. Đúng là kiểu đang đói ăn vào. Các bạn ngon không cưỡng nổi các bạn ạ. Thế tôi thấy con nợ này ngon hơn con nợ lần trước không? Đấy là hai kiểu nướng khác nhau à? Hai kiểu nướng khác nhau, một nướng siêu cay, một nướng là nướng kiểu lạc sơn. Với cả cũng là hai loại nướng khác, là hai loại lợn khác nhau, lợn kia thì sữa quá. Lợn này ngon hơn các bạn ạ. Ok. Lợn này của nó là tuyệt vời luôn. Lợn này là lợn đã đủ trưởng thành. Các bạn ăn những miếng thịt của nó ngọt, không từ nào tả nổi luôn đấy. Ngọt kinh khủng khiếp luôn. Nước chấm ngon. Cái da thì giòn giòn. Da này ăn càng nóng càng giòn. Cái da kiểu như cái da lợn này kiểu như cái miếng đào vừa nướng xong ấy. Ăn rất là giòn. Thịt lợn này thơm ngon, con mừng lá mắm bắt mặt. Ăn được lá mắm bắt đấy bạn. Ăn được. Để chút nữa cho Tiến sơi cái đùi nhé. Chút nữa chặt cho Tiến sơi cái đùi to ấy. Tiến kiểu sơi một mình Tiến làm sao hết cả cái đùi to này. Đấy là không. Hay là để làm thử thách để cho Tiến ăn hết cái đùi lợn đi. Muốn nhận thử thách à? Nhận thử thách không Tiến? Ăn đùi á? Muốn ăn cái đùi này phải nhịn đói 5 ngày mới ăn hết rồi. Tức là không dám, đúng không? To quá. Da giòn lắm các bạn. Da giòn, thơm ạ. Ăn ngon lắm. Ngon thật rồi. Quá ngon này. Thật sự hôm nay anh em mình quay con lợn này rất là mỏi tay, chai hết tay luôn. Chai hết tay rồi. Lặng quá. Đấy là anh em mình còn phải phân chia nhau và thay đổi luân phiên nhau quay rồi mình cũng đói cả tay luôn các bạn. Thực sự là quay con lợn này lặng và nói chung là cái kỹ năng quay của anh em mình chưa được chuyên nghiệp cho lắm. Lần sau thì anh em mình sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn các bạn ạ. Nói chung là hôm nay anh em quay tay rất vất vả. À còn nói đến cái vụ của anh Google nữa thì nhân đây thì mình cũng cho dù không biết là anh chỉ bảo mình sai hay là mình lướng sai nhưng dù gì mình vẫn cảm ơn anh Google các bạn ạ. Mình nhân tiện đây thì mình xin phép các bạn mình đã gửi lời cảm ơn đến anh Google. Thôi từ anh YouTube. Anh Google quá tốt bụng luôn. Cái gì cũng chia sẻ. Cái gì cũng giúp. Làm sao anh em mình cái gì không biết là cứ hỏi anh Google. Chuẩn. Anh Google có thể giải đáp hết những câu hỏi mà mình đưa ra hả? Nhìn cái con lợn nó to như này quay lại mỏi mà các bạn đợi cái con đà điểu mà 80 cân thì thật sự anh em mình không thể quay được. Nhưng mà nếu mà các bạn cứ ủng hộ like, chia sẻ clip, ủng hộ kênh cái bộ để bạn mình nhanh được vút vàng thì anh em mình sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng mua đà điểu. Nhưng mà chỉ tầm bộ 20 cân thôi. Bằng con lợn này, à con, là được 3 lợn này. Gì cơ? Như nó cao hơn. Con lợn này, à cao hơn thì cao hơn. Con lợn này 30 cân mà bạn. Vì 30 cân, ý là nó 20 cân mà nó cao gấp 3 con lợn này. À, đúng rồi. Nhìn cái cẳng nó họ dài. Thật sự thì các bạn mà ủng hộ kênh của mình ấy, thì mình có lẽ mình sẽ mua cả trâu, cả bò, đà điểu về lướng là chuyện bình thường các bạn ạ. Ủa lò quá. Hả? Lò rồi à? Nhưng mà vẫn muốn ăn nữa. Nói chung là chắc là mình sẽ không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì mình sẽ hỏi cái thằng ăn lò đầu tiên xem cái cảm giác của nó khi hôm nay được ăn gọi là cái món lợn quay Lạng Sơn mà anh mình đã quay này xem là bọn nó sẽ có cảm giác gì các bạn ạ. Nào Tiến lo rồi đi cho các bạn biết cảm giác đi. Tiến hôm nay lo sớm ấy. Bình thường anh đấy ăn khỏe lắm à. Hôm nay lo hơi sớm ấy. Từ bé đến giờ mình lần đầu tiên được ăn một cái loại lợn mà nó ngon, ngọt như thế này.
thịt lợn thì rất là ngọt và da của nó thì giòn giòn giống bánh đa, rất là thơm. Cái nước chấm thì ở đây nói vấn đề thơm nhá. Lúc mà anh mình nướng, ui, cả xóm phải đi sang để hỏi xem là nướng cái gì mà thơm thế. Rất là thơm luôn đấy. Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Đưa trà đi. Mình cũng lần đầu tiên được ăn chính lợn quay chính tay mình, đã bỏ công sức của anh em ra để quay con lợn này. Lấy công sức để ăn này. Ăn lợn rất là ngon, phần da bên ngoài ăn như bánh đa với vừa mới ra lò. Phần thịt bên trong ăn thì rất là ngọt. Từ bánh đa mới ra lò là thấy hơi sai sai ấy. Bởi vì châu như mình được biết ấy, bánh đa ấy mà mới ra lò là kiểu như người ta phải tráng qua, đang rất là mềm, người ta phải mang đi phơi rồi người ta nướng thì mới gọi là giòn các bạn. Bánh đa với nướng xong rồi nhầm. Hết chưa? Hết. Ok, cơm nào. Tôi lần đầu tiên được ăn thịt lợn quay này các bạn. Không biết là cái thịt lợn quay Lạng Sơn nó như thế nào, nhưng mà chắc là theo tôi thì khả năng là cái con lợn này anh em tôi quay thì ngon ngang với lợn quay Lạng Sơn các bạn. Ngon hơn đấy. Phải nói là quá là tuyệt vời luôn. Ba bạn. Tôi thật sự đi uống các quán nhậu, quán bia hay là quay ăn rất là nhiều rồi. Nhưng mà nhìn lúc quay bắt mắt nhỉ. Tôi cảm thấy anh em tôi là nướng với ăn là ngon nhất. Thì rất là ngọt, thơm mùi mắm lá mắm mật. Ngọt, nhưng mà không bị cưỡng nổi. Thế bạn lập nào? Các bạn này, nhìn con lợn lúc quay lên đã muốn thèm ăn để nó lo rồi. Đây là tôi chỉ cảm thấy lo rồi. Ăn rất là ngọt. Thế tôi thấy ngọt thật. Ngọt, thế quá ngọt luôn. Rất là ngọt rồi. Ngon, tại vì lợn nó vẫn còn non chưa đủ trưởng thành để người ta mổ thịt. Đây là anh em tôi là rồi, thật ra anh em mình đi tìm con lợn này rất là khó. Đây là quen biết chỗ ông anh, ông ấy để lại cho chứ không, người ta cũng không muốn bán con ạ. Ok, bạn còn điều gì muốn nói với các bạn được không? Nếu mà các bạn muốn thưởng thức thì cứ mạnh dạn đi nướng một con đi. Mạnh dạn đi. Ok, thế thôi đúng không? Nướng những cái gì mình thích đi. Ok. Ok. Ok, vậy là anh em đã cho các bạn biết cái cảm giác sau khi mà ăn lợn quay kiểu lợn quay nướng theo kiểu của Lạng Sơn các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Chào lắm cho anh em Lạng Sơn nhé.